Hả? Hồi nãy cái này là cây xúc xích mà bây giờ thành khúc gỗ luôn các bạn à. Có khi nào mình để cái xúc xích này lâu quá nó thành khúc gỗ không các bạn? Các bạn ơi, mình mới lấy được cây xúc xích của thằng Hiếu này các bạn. Ngon quá các bạn ơi. Mà thằng Hiếu nó vẫn còn hai cây xúc xích các bạn à. Mình phải đi lấy tiếp thôi các bạn. Oh hell. Hả? Các bạn ơi, mất một, thêm một cây xúc xích nữa các bạn à. Bực thế. Nãy cái xúc xích biến thành khúc gỗ, còn bây giờ mất luôn cái xúc xích các bạn à. Các bạn ơi, mình lấy được cây xúc xích của thằng Hiếu rồi nè các bạn. Nhưng mà thằng Hiếu nó vẫn còn một cây xúc xích các bạn. Các bạn ơi, nãy mất hai cái xúc xích, còn cái xúc xích cuối cùng này bây giờ mình sẽ ăn nha các bạn, không thì mất đấy các bạn à. Ai mà cứ vỗ vai mình nhiều thế nha. Hả? Hả? Ai mà cứ vỗ vai mình nhiều thế nha. Các bạn ơi, quái rồi, Vinh Tình Lễ là người ăn xúc xích của mình các bạn ạ. Vinh Tình Lễ, đứng lại. Ăn cà xe, cứu bằng cà xe ơi. Ăn cà xe, ăn cà xe, đòi lại cũng bằng giúp tôi với. Ăn Vinh Tình Lễ, cứu bằng xúc xích của tôi rồi. Vinh Tình Lễ là cướp xúc xích à? Để cà xe, đòi lại công bằng cho. Dạ, em cảm ơn. Ăn cà xe, nhớ đòi lại cũng bằng giúp em nha, ăn cà xe. Xúc xích ngon quá các bạn ơi. Các bạn ơi, thằng Vinh Tiền Lệ nó nép sau bức tường các bạn ạ. Mình phải bắt nó mới được. Xúc xích ngon quá các bạn ơi. Ai? Ai dám đập vào anh Vinh Tiền Lệ đây? Anh mà biết là biết tay anh rồi. Ngon quá các bạn ơi. Lớn rồi không lo làm ăn, lo đi chấn lột người khác à? Đi về đồn. Anh ơi, anh hai ghê, anh kiểu xe ơi.